Thời gian qua, việc triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được Ban Dân tộc tỉnh tích cực thực hiện. Trong đó, việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho hộ người dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết vay vốn cho hơn 2.000 hộ là người dân tộc thiểu số, chiếm hơn 77% số hộ được vay vốn. Nguồn vốn vay ưu đãi vùng dân tộc thiểu số đã đến đúng địa chỉ, kịp thời và được các đối tượng sử dụng đúng mục đích. Nhiều hộ gia đình có điều kiện thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, cũng như xây dựng nhà ở, góp phần ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và các địa phương ra soát nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28 của Chính phủ, trong đó chủ yếu cho vay hỗ trợ nhà ở, chuyển đổi nghề, cải tạo đất sản xuất nhằm giúp đối tượng thụ hưởng có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài.